Và đây là cách làm hủ tiếu chay. Nước dùng của mình rất là thơm các bạn, rất là ngọt thanh luôn. Nếu thích món này thì mình cùng nhau bắt tay vào làm nha. Rất là đơn giản, không quá phức tạp, mà lại ăn rất là tốt cho sức khỏe nữa các bạn. Trong đây tất cả là đều là rau củ hết. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn nấu món hủ tiếu chay. Về nguyên liệu chính, ở đây thì mình sẽ dùng là khoảng nửa ký củ sắn, nửa ký củ cải trắng và nửa ký mướp. Nửa ký mướp này là khoảng 2 trái đó các bạn. 300g nấm rơm và một củ cà rốt này là khoảng 200g. Phần mướp này mình dùng là vừa nấu nước ngọt với lại là nấu nó sẽ rất là thơm nước. Với lại là các bạn dùng cho mình là một củ cải muối. Củ cải muối người ta gọi là củ cải xá bấu đó các bạn. Cái này là 40g nhưng mà mình sẽ dùng không hết đâu. Mình dùng phân nửa thôi là khoảng 20g. Tại vì cái loại này nếu như mà các bạn dùng nhiều quá thì nó sẽ bị mặn nước. Với lại là nó sẽ bị cái mùi của củ cải muối á, nó sẽ lấn áp toàn bộ những cái rau củ của mình. Nó sẽ bị mất đi cái mùi thơm. Do đó là không dùng nhiều được các bạn. Chỉ dùng một ít thôi, khoảng 20g. Ngoài ra thì nếu như các bạn thích bắp á, có thể là dùng thêm vài trái bắp để mình nấu cho nước dùng thêm ngọt hơn nha. Về rau củ thì các bạn có thể là mình tăng giảm điều chỉnh lại, chứ không nhất thiết là phải rau củ đúng khối lượng như mình. Nếu như không có củ sắn thì các bạn tăng lượng củ cải trắng lên để nấu cho ngọt nước. Ăn kèm thì mình sẽ có là tàu hũ nè, chả chay, giá hẹ, một ít ngò gai, quế. Ở đây thì mình dùng là cái đậu phộng rang. Thông thường thì món này người ta sẽ ăn với đậu phộng chiên dầu, tức là đậu phộng sống, rồi các bạn cho một ít dầu vào chảo, rồi các bạn rang đều đến khi nào mà nó giòn là được. Người ta gọi là đậu phộng rang dầu. Còn mình thì mình sẽ sấy thôi, chứ mình không có rang. Các bạn thích kiểu nào thì các bạn làm theo kiểu đó nha. Mình sẽ ăn thêm là cái phần tàu hủ ki chiên giòn. Thì tàu hủ ki chiên giòn khi mua về miếng tàu hủ ki thì các bạn không cần ngâm nước gì hết nha. Miếng tàu hủ ki khô luôn, rồi các bạn cho vào dầu mình chiên phồng lên là được. Cho vào dầu nóng là chiên phồng lên như thế này, rất là đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi nấu phần nước súp. Mình sẽ xắt ngò gai trước một ít nha. Phần mướp thì mình sẽ để nguyên trái như thế này, mình không cần phải cắt. Còn cái củ cải muối này thì mình sẽ dùng một ít như thế này thôi các bạn, phần nửa. Nấm rơm thì mình sẽ cắt làm đôi. Không có nấm rơm thì các bạn sử dụng các loại nấm khác để mình nấu thêm cho cái nước của mình nó thơm, nó ngọt hơn nha. Củ sắn thì mình sẽ cắt mỏng mỏng ra. Mình cắt thành miếng nhỏ nhỏ như thế này là được rồi. Độ dày thì không tới nửa cm đâu các bạn. Phần củ cải trắng với cà rốt á, thì các bạn xắt khoanh mà hơi dày hơn cái phần củ sắn chút nha, khoảng nửa cm.
Ở đây thì mình nấu một nồi nước là khoảng 3 lít rưỡi nước. Mình nấu cho nó ấm lên, mình cho rau củ vào được rồi. Mình cho phần củ sắn, củ cải trắng, cà rốt vào. Còn phần nấm rơm với mướp thì mình cho sao. Cho phần củ cải muối này vào luôn nha. Mình sẽ để lửa lớn nha các bạn. Đến khi nào mà nó sôi trở lại thì mình hạ xuống lửa vừa, mình nấu liu riu nó. Nước đã sôi rồi mình sẽ hạ xuống lửa vừa nha. Có bọt thì mình vớt cho nó sạch. Mình sẽ bắt đầu tính thời gian nấu cái nước súp này. Mình đã nấu cái phần nước này được 10 phút rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái phần mướp cũng như là phần nấm rơm vào. Và mình vẫn tiếp tục mình để với lửa vừa như thế này mình nấu luôn nha. Nếu có bọt thì các bạn vớt cho nó sạch. Tiếp theo thì mình sẽ nêm sơ gia vị vào đây. Nêm cái này thì các bạn dùng đường phèn nó sẽ ngon hơn nha. Mình sẽ cho vào đây trước là 3 muỗng canh. Một muỗng cà phê bột ngọt. Nửa muỗng canh muối hạt. Nếu như không có muối hạt thì các bạn dùng muối xay bình thường vẫn được. Nhưng mà thông thường nấu canh thì người ta dùng muối hạt nó sẽ hay hơn. Tại vì nó sẽ ít mặn hơn. Nửa muỗng canh hạt nêm. Hạt nêm ở đây mình dùng là hạt nêm chay đó nha các bạn. Mình đã nấu thêm được nửa tiếng rồi đó các bạn. Bây giờ rau củ của mình đã chín rồi nè. Mình sẽ nêm gia vị lần cuối nha. Về gia vị thì các bạn có thể là điều chỉnh theo khẩu vị của gia đình mình. Nửa muỗng canh hạt nêm. Cho thêm một muỗng cà phê hạt nêm nữa. Rồi, coi như của mình là đã xong rồi nha. Trước khi tắt bếp thì mình sẽ cho vào đây là một ít cái ngò gai này. Nó sẽ giúp cho cái nước dùng của mình nó thơm hơn. Rồi cho vào nước dùng một ít tiêu luôn. Rồi, như vậy là nước dùng của mình đã xong rồi đó. Tiếp theo thì mình sẽ đi trụng phần hủ tiếu. Mình sẽ nấu một ít nước để mình trụng phần hủ tiếu và giá. Giá thì mình trụng sơ qua thôi. Mình sẽ chan nước dùng vào. Nước dùng rất là thơm các bạn. Rồi mình sẽ cho phần tàu hũ, chả chay. Một ít đậu phộng. Miếng tàu hũ kỳ này là do mình mua cái loại mà người ta hút chân không á các bạn. Cái người ta ép lại nó chặt á. Nên khi mình lấy ra, tháo ra từng miếng, mình tháo ra không được. Chỉ có ngâm nước thôi là mới tháo ra được. Nhưng cái loại này ngâm nước là chiên không có ngon. Do đó là mình cắt ra thành miếng như thế này nè. Nó nhiều lớp luôn. Nếu như các bạn tách được nhiều miếng mình chiên ăn nó ngon hơn nha. Hoặc là thích dày thì mình dùng cái loại như thế này. Nhìn giống như miếng da heo của heo quay vậy đó các bạn. Các bạn cho lên một ít tiêu. Nếu như bạn nào ăn hành tím phi á, có thể mình cho lên một chút nha. Bây giờ mình sẽ thử cái phần nước dùng trước. Nước dùng của mình thơm, rất là thơm, ngọt thanh.
Hủ tiếu này em để hơi lâu nó bị dính nè các bạn. Món này nấu thì rất là đơn giản nhưng mà rất là tốt cho sức khỏe. Mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công món này nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.